LG43UK6340FPTF bị tình trạng là trắng màn hình, hơi tròn góc một chút xíu. Đây, giờ tôi mở màn hình lên nè, ánh sáng nè, sáng mịn nè, màn hình sáng nè, thấy không? Tắt nè, đó, cái đèn đỏ nè, ngược sáng không thấy ha, mở lại nè, màn hình sáng lên nè, không có chữ LG hiện lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ che màn cho bạn coi nha. Như cái này nó có hai cọng cáp nè, trên cái bo mặt chính nè, hai cọng cáp này dẫn xuống màn hình nè. Giờ mình sẽ chêm cọng cáp màu đỏ nè, bạn lật nó lên nè, sáng bị thiếu ha, lên dở ra, rút nó ra, bạn ngửa nó lại, chêm bên này, chêm máy chân bên đây, hơi tối quá. Đây, tôi chê máy chân bên đây để cận cảnh để đếm cho dễ nha. Một tay cầm điện thoại, một tay quay khó quá. Nào, như vậy chắc là các bạn đếm chân được rồi nè. Đó, lật lại nè, cắm vào đây, lật lại. Máy vẫn đang chờ đèn đỏ, máy vẫn đang chờ đèn đỏ nè. Giờ để dựng cái tivi lên. Tay cầm điện thoại tay dựng người nguy hiểm quá ta. Dựng cái tivi lên. Ai chừng mới chưa. Khoan để zoom cái tivi lại cho nó gồm lại. Giờ mở nè. Đó, có chữ LG nè. Mất chữ rồi. Chờ chút xíu. Đèn này hết chớp nè. Rồi, lên chữ luôn. Đó. Mình đang để tivi ngược nhé các bạn. Dùng tạm. Khi nào hư thì thôi, bỏ luôn cái màn hình này. Khắc phục đến đâu dùng đến đấy, nhưng cũng đẹp. Đẹp như mới. Cái này không biết tính trị giá bao nhiêu tiền nữa. Một xíu băng keo đó. Một cuộn băng keo thì 15 ngàn. Mình lấy một chút xíu ở đó thôi. Thì không biết nó tính bao nhiêu tiền nữa. Không tính được. Đẹp ha. Các anh chị em nào có máy tình trạng giống vậy thì hãy làm thử. Hãy làm thử nha. Bộ đèn thì đã đọc hồi nãy ở đầu video rồi. Hình nó thì nó không rung gì hết. Tay giữ về tay giữ điện thoại thì nó không quay, không có chuyển được nhiều thứ. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công nha. Quay này cái nội thất bên trong chút xíu. Máy vẫn đang chạy này. Để bấm tắt đi, có lỡ lỡ vô đây nó hư luôn cái máy nữa.